Sáng ngày 18 tháng 3, đoàn kiểm tra của huyện ủy do đồng chí Lê Trung Kiên thành ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ huyện ủy, các kết luận của ban thường vụ huyện ủy tại thị trấn Đông Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo các nội dung kiểm tra, các kết quả mà thị trấn đã đạt được trong thời gian qua trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trong thực hiện nghị quyết 250 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện năm có 30. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Trung Kiên đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn trao đổi, thảo luận và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kiến nghị của thị trấn để triển khai hiệu quả năm nội dung kiểm tra. Với từng nội dung theo cụ vấn đề đưa ra tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư huyện ủy đã có kết luận chi tiết, cụ thể mang tính định hướng cao cho từng vấn đề. Trong đó đối với thực hiện nhiệm vụ năm có 30, đề nghị phòng quản lý đô thị phối hợp với thị trấn Đông Anh tổ chức công bố quy hoạch một đồ án đã được phê duyệt trong tháng 3 năm 2022 với 6 đồ án quy hoạch đã lập khẩn trương hoàn thiện các bước và các phòng ban chuyên môn như phòng quản lý đô thị, phòng tài chính kế hoạch, ban quản lý dự án và phòng tài nguyên môi trường phối hợp với lãnh đạo thị trấn và lãnh đạo các tổ dân phố ra soát lại tất cả chi tiết quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn và có tính lâu dài trước khi phê duyệt trong quý 2 năm 2022. Liên quan đến địa giới hành chính, từ quy hoạch của N7 và đề xuất của thị trấn về địa giới hành chính khi lập phường – Ủy ban nhân dân thị trấn chủ động phối hợp với các phòng ban của huyện ra soát kiểm tra thống kê toàn bộ diện tích đất công trong chỉ giới hành chính của thị trấn, lên danh mục tất cả các hợp đồng thuê thầu khi có dấu hiệu vi phạm chuyển thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm. Với các doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn huyện, nếu hết hợp đồng thì thu hồi để tạo quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình công cộng phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn với các khu tập thể xuống cấp thị trấn và các phòng ban của huyện ra soát kiểm tra phối hợp với thành phố đánh giá chất lượng để có phương án đầu tư nâng cấp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phân loại rõ từng trường hợp để công bố công khai toàn dân nắm được trên tinh thần cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm trên tinh thần làm việc khẩn trương khoa học cụ thể giải quyết từng vấn đề khó khăn vướng mắc của cơ sở cuộc kiểm tra của huyện đã tháo gỡ những nút thắt cho cơ sở từ đó tạo điều kiện cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn được hiệu quả hơn thực hiện quyết định kiểm tra của ban thường vụ huyện đông anh thì thời gian vừa qua thì đảng ủy thị trấn đông anh thì cũng đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện theo nội dung quyết định kiểm tra của ban thường vụ huyện ủy và qua buổi kiểm tra ngày hôm nay thì với nội dung đánh giá kết luận với năm nội dung theo quyết định kiểm tra của ban thường vụ huyện ủy huyện đông anh thì chúng tôi thấy rằng là ừ, thị trấn là một đơn vị trước kia thì cũng xác định là một cái đơn vị là cái tiềm năng về đất đai về việc triển khai thực hiện năm có ba không so với các xã trên địa bàn huyện thì cũng là một đơn vị khó khăn nhưng qua ý kiến định hướng gợi mở đồng chí bí thư huyện ủy Đông Anh thì thấy rằng là thị trấn cũng là một đơn vị là có tiềm năng để khai thác đất đai và các nội dung liên quan tới triển khai thực hiện năm có ba không mà theo đúng tinh thần nghị quyết của huyện ủy Đông Anh và sau hội nghị kiểm tra ngày hôm nay thì đảng ủy thị trấn cũng tập trung triển khai thực hiện theo đúng kết luận mà đồng chí bí thư huyện ủy triển khai trong đó có nội dung là tiếp tục là giả soát quy hoạch và lập cái kế hoạch đầu tư công và đối với nội dung liên quan tới năm có ba thì những nội dung này thì sẽ tới đây thì sẽ làm cho bộ mặt của thị trấn sẽ tiếp tục được thay đổi theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy đông anh trong đó có thực hiện nghị quyết là 250 là thực hiện năm có 30 không trên địa bàn thị trấn buổi làm việc của đoàn kiểm tra do đồng chí bí thư huyện ủy lê trung kiên làm trưởng đoàn tại thị trấn đông anh rất hiệu quả rất trúng và đúng với mong muốn của cơ sở hiện nay thông qua kiểm tra nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt đồng thời có những chủ trương định hướng quan điểm chỉ đạo sát và cụ thể với thực tế của đơn vị, làm tiền đề, cơ sở để địa phương phối hợp với các phòng ban ngành của huyện triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện năm có 30 nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.